Là tài nguyên vô cùng quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai có ý nghĩa lớn với người dân, nhất là bà con nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người mà sinh kế chủ yếu dựa vào đất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn gặp những hạn chế khó khăn trong tiếp cận với đất đai, dẫn tới việc quyền lợi và nghĩa vụ của họ chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Vướng mắc liên quan tới đất đai vẫn là một trong những vấn đề phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi. Câu chuyện tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2010, gia đình ông Hoan dựng nhà trên mảnh đất cha ông khai hoang từ trước. Nhưng mãi đến năm 2019, khi sáp nhập địa giới hành chính, cả nhà mới phát hiện ra 2 hectare đất mình đang ở đã có sổ đỏ. Trong giấy tờ ghi rõ toàn bộ diện tích là đất lâm nghiệp do cha đẻ ông Hoan làm, nhưng lại đứng tên anh trai cả. Vậy nên vướng mắc nảy sinh từ đó. Nếu mà đây biết trước thì làm sổ đỏ rồi, không đến nỗi như bây giờ. Nhưng mà không biết thì phải chịu. Những trường hợp như ông Hoan không phải là hiếm gặp. Dù đã có nhiều cải thiện nhưng thực tế đến nay, nhiều người dân vẫn còn gặp những hạn chế nhất định trong tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, dẫn đến tranh chấp khiếu nại. Trong khi đó, địa bàn miền núi với diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, giá trị đất ngày càng tăng, thế nhưng nhiều nơi vẫn quản lý một cách khá thủ công. Tâm lý của bà con nó chỉ biết là sử dụng đất và ở trên cái đất đó và canh tác trên đất đó. Nhưng mà cái quyền của mình được cấp phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa, và mình sử dụng đất như thế nào. Hai nữa là cái tranh chấp ranh giới. Hiện nay là xã chúng tôi cũng như là huyện Đà Bắc là chưa lập được cái bản đồ địa chính quy. Cho nên là trong cái quá trình quản lý, trong cái quá trình tác nghiệp, trong cái quá trình bà con nhân dân là sử dụng đất là vẫn chưa rõ ràng về vấn đề là cái mốc giới cũng như là giữa bản đồ với lại cái thực trạng thì nó còn có một số cái sai lệch, nó chưa được chuẩn chỉ. Khi mà đất đai càng có giá trị thì cái việc mà xung đột, cái việc mà mâu thuẫn cũng càng tăng lên. Việc mà tiếp cận được các thông tin đại chúng rồi các văn bản, các chính sách pháp luật thì cũng còn hạn chế. Đó là về am hiểu về pháp luật thì cũng chưa được nhiều đối với người dân và đặc biệt là hội viên nông dân ở vùng sâu vùng xa nữa. Thêm một vụ lạc mới sắp cho thu hoạch, nhưng chưa biết đến bao giờ gia đình ông Hoan mới có được tấm sổ đỏ chính chủ. Tiếp cận đất đai một cách đầy đủ toàn diện vẫn là mong mỏi chính đáng của rất nhiều người dân ở vùng cao. Dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được lấy ý kiến rộng rãi và đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội. Đây là kỳ vọng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để người dân có thể tiếp cận một cách đầy đủ hơn với đất đai, cũng như giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong lúc chờ đợi luật mới, nhiều cách làm hiệu quả cũng đã được các địa phương vùng cao triển khai, phù hợp với điều kiện thực tiễn để giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người nông dân ngay tại chỗ. Chỉ vì một hàng rào dứa và 1 mét đất lối đi chung đã khiến 2 gia đình chị em bà Sánh, dù ở tuổi ngoài 60, vẫn xảy ra bất hòa. Phải nhờ đến xóm thôn đứng ra hòa giải, vụ việc mới được giải quyết thấu đáo. Đất rất là quý, người ta bảo tốc đất tốc vàng. Nhưng mà bây giờ tình cảm chị em thì không thể bỏ được. Thế bây giờ gia đình tôi vẫn để lối thành hơn 2 mét. Để cho lối gọi là đường mòn cho xóm đi nương đi rẫy. Mấu chốt nó vẫn là mình hòa giải ở cơ sở, cho nên cũng được những cái dự án tập huấn này kia thì mình cũng tuyên truyền một cuộc vận động nhân dân. Các cái cuộc họp thì mình tuyên truyền rất là nhiều về cái đất đai giao rồi chuyển nhượng rồi đo đạc quy hoạch rồi múc đường làm nhà làm cửa, là mình rất là tuyên truyền cái này. Và bà con nhiều hộ là mời mình đến để cùng giải quyết, cùng làm bàn bạc trước khi làm thì cái này rất là tốt. Xác định giải quyết tranh chấp vướng mắc về đất đai phải xuất phát từ gốc, ngay từ lúc mới phát sinh. Tỉnh Hòa Bình đặc biệt chú trọng tới công tác hòa giải ở cơ sở. Đây cũng là một trong những ưu tiên của dự án tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, được Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cùng Helvitas Việt Nam triển khai suốt 3 năm qua. Nhờ vậy đã có hơn 3.200 người được đào tạo, tư vấn về quyền và giải quyết tranh chấp đất đai. Hơn 600 hòa giải viên cơ sở được tập huấn và trang bị một bộ cẩm nang hòa giải đất đai chuyên nghiệp, bài bản, lần đầu tiên được xây dựng. Các cái tổ chức ở cấp cơ sở như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên là những cái đơn vị trung gian để xử lý, giải quyết các cái vấn đề về xung đột đất đai. Chính vì vậy mà chúng ta có thể tiếp cận, nâng quyền tiếp cận đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua
nâng cao năng lực cho các cái tổ chức này. Xã hội hóa cái việc nâng cao dân trí pháp lý nói chung và pháp lý về đất đai nói riêng, kết hợp được từ nguồn lực của nhà nước cũng như là các nguồn lực của xã hội, các nguồn lực khác huy động để cùng để nâng cao cái dân trí pháp lý về đất đai. Sau những hiểu lầm không đáng có, chị em bà Sánh lại khăng khít như trước. Còn người dân Tú Lý giờ cũng phần nào yên tâm hơn khi từng thửa ruộng, khoảnh vườn được phân chia cắm mốc rõ ràng. Với họ, đất dù quý đến mấy, nhưng cái lý, cái tình với đất với người vẫn là điều quý giá nhất.